Mùa nước nổi là nét văn hóa đặc trưng ở Tây Nam Bộ. Hàng năm khi con nước từ thượng nguồn đổ về, người dân lễ tắt bật chuẩn bị xuồng ghe, bắt tay vào cuộc mưu sinh trên làng nước đầy ấp cá tô. Tận dụng những nét đặc sắc do mùa nước nổi mang đến, quyền châu Phú, tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ hội Mùa nước nổi, thu hút nhiều du khách tham quan trải nghiệm nét quê trên vùng đất láng ninh. Ngày hội là hoạt động vui chơi giải trí sôi động sau thời gian quyền châu Phú có chủ trương xã lũ tạo phù sa cho 1.390 ha đất sản xuất nông nghiệp và cũng là điều kiện để người dân và du khách có dịp về với dùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có đền thờ Quảng Cơ Trần Văn Thành, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngoài những hoạt động văn hóa thể thao, không gian ngày hội có hàng chục gian hàng ẩm thực bố trí thành 3 khu vực, gồm bánh dân gian và sản phẩm truyền thống miền sông nước, hấp dẫn thực khách đến thưởng thức món ngon của dùng đất láng linh. Trên cánh đồng xã lũ, hoạt động vui chơi giải trí có sân khấu biểu diễn nghệ thuật, những bè nổi trang trí ấn tượng để check in lưu lại khoảnh khắc đậm chất quê thời thơ ấu trải nghiệm bơi xuồng ba lá hái cà na lúa nước với những cô gái nam bộ dịu dàng đầm thắm đi cầu tre bắt dịch người cao tuổi chạy diệt giả